Xin chào các em. Sau khi chúng ta đã tháo lắp xe này xong thì hôm nay video lần này anh sẽ tháo lắp cái xe rất là bự nha. Xe này cũng là một cái xe mà dạng vận chuyển hàng nha các em. Chuyển phát nhanh ha, vận chuyển hàng ha. Rồi, chúng ta sẽ tháo lắp. Thì ở đây chúng ta sẽ tháo tiếp tục chúng ta tháo là vít bốn bốn đầu. Rồi. Các em xem video clip chúng ta tháo này là xúc cái thùng hàng cái liền. Quá dữ, chúng ta tháo phần này có thể là chúng ta sẽ thúc xúc cái phần trước đó luôn. Chính xác. Rồi các em nhớ để ốc nó gần gần nhau nha các em, nó lộn cái này thì nó không khó. Rồi cái này là tính ra là nó không phải là bốn đầu nữa em, nó chuyển qua cái lục giác này. Nè lục giác em chọn cái phần lục giác này nè, đó sáu đầu á, lục là sáu á, em để vô quay. Thì khi mà các em mua bộ xe này thì các em sẽ được làm quen với các loại ốc vít này, chúng ta có thể làm ta mở chúng ta phá hoại được nha các em. Vụ này đồ mũ thôi nhưng mà nói chung là nó cũng kích thích cái trí tưởng tượng và cái tư duy phá hoại cũng rất là ok nha, tạo cho em biết cái hình này hình kia này nọ, dùng hạn chế phá nha các em, dù nhà cửa đồ đạc nhà mình đó gì hỏi ba mẹ trước chứ đừng có tự tiện lấy ít ốc tháo rồi bắt đầu cái tháo ra thì nó dễ, lúc nào tháo ra cũng dễ rồi đó, nhưng mà cái lúc gắn vô á đó, lúc gắn vô là mới kêu trời đó. Rồi như thế là xong ha, như thế là xong, anh đã tháo xong rồi, bây giờ anh sẽ ráp lại. Đây, mình sẽ ráp lại cho em xem ha. Rồi, đây. Cái nào mà mình tháo sau thì mình ráp trước. Rồi, chỉ vậy thôi. Dặn vô. Rất là mượt mà. Rồi chúng ta tháo phần đầu trước, đầu thì nó chỉ kịch vô vậy thôi, rồi chúng ta lật ngửa lên vậy nè, nó để nó dặn rồi này nó qua cái bốn đầu, ta đổi đầu thôi gì đâu. Rồi, xe này chung là xe một dạng đơn giản em. Rồi lần trước anh gáp cái xe màu đỏ nè, nó khó mình nó gặp mình quên nữa đó. Em để cái vít vô trước ha, em đầu em để cái đầu này vô dặn. Dạng siết thì vừa nhá, em siết mạnh quá nó tuôn găng nó cong lắm. Em hiểu hiện tượng tuôn găng, là này nó bị lệch nè, nó lệch cái đầu luôn. Thì nói chung là mốt mình không có chơi được nữa chứ không gì. Đó, gắn cái thùng vô. Thùng vô, đẩy này lên. Dặn. Kịch 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 kịch. Rồi. Thế là xong, hoàn thành xong. Xe này khá đơn giản, dù nó rất là bự nhưng mà nó rất đơn giản nha. Rồi xin chào và xin hẹn lại em những video lần sau. Bye bye.